thứ vũ khí bí mật để giúp các quý cô xinh đẹp nhà Melia có thể tỏa sáng dù ở bất kỳ nơi đâu. Các chị nghĩ sao về một thiết kế với tông màu rất đổi độc đáo cũng như là mới lạ mà Trang đang mặc ở trên người ạ? Đây là dòng chất liệu vải blend kim tuyến các chị em nhé. Đây sẽ là một dòng chất liệu vải mà khá là mới nhưng rất đáng để thử. Bởi vì cái trải nghiệm của em Trang khi lần đầu tiên được mặc blend kim tuyến lên người, Trang cảm thấy cực kỳ thoải mái này, nhờ một độ co giãn nhẹ nhàng và Trang cũng cảm nhận được độ mềm mại khi sờ tay lên chất liệu vải nữa các chị ạ. Phần thân trên của chúng ta thì sẽ là một phần cổ được đánh check V, sẽ giúp cho khuôn mặt của chị em mình trở nên V-line hơn và đặc biệt là tôn lên những đường nét mềm mại gợi cảm trên phần xương quai xanh của chị em mình. Một độ bồng hoàn hảo ở phần tay kết hợp cùng với một tạo hình bông hoa được các nhà thiết kế tạo hình thủ công bằng tất cả những sự tỉ mỉ và con mắt thời trang thời thượng, thì đây quả thực sẽ là một trong những điều tuyệt vời, một món quà ý nghĩa mà Melia gửi tặng đến tất cả các chị em mà chúng ta không nên bỏ lỡ. Vậy thì còn chần chờ điều gì nhỉ? Ngay bây giờ thì chúng ta có thể đặt hàng qua hai cách thức. Một là nếu như chúng mình có thời gian, Trang luôn luôn hoan nghênh các chị yêu của Trang qua showroom thử trực tiếp. Còn nếu như các chị không có thời gian thì hãy giúp em đặt hàng online nhé. Chúng mình sẽ được toàn quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán và Melia sẽ miễn phí ship toàn quốc đấy ạ. Melia, mặc đẹp để thành công.